Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Getting Started Unit 9 Preserving the Environment trong trang số 38 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 2. Phần Getting Started của chúng ta hôm nay có liên quan đến Environmental Impacts, có nghĩa là tác động về môi trường. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ số 1. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta là Listen and Read, có nghĩa là nghe và đọc. Sau đây cô và Kim sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại nhé. Unit 9. Preserving the Environment. Page 38. Getting started. Activity 1. Listen and read. What are you doing, Nan? I'm writing for my school newsletter. What are you writing? Well, the editor asked me to write a letter giving some practical advice on environmental preservation. So far, I haven't had any ideas. Have you used the web search engine to find any information? Yes, I have. However, it was confusing because I got too many search results and web pages about the environment. Well, read all of them quickly for ideas and select the most suitable for the topic. By the way, what does environmental impact mean, Dad? It means negative effect or influence on the environment. Well, you can check the meaning using the online dictionary. I'll do it right now. Oh, yes, you're correct. But why are you interested in environmental impacts? Well, I think if we can see the environmental impacts, we'll know how to protect the environment from many threats, such as deforestation, pollution, global warming, and fossil fuel depletion. Correct. Air pollution, the greenhouse effect, and global warming have a negative impact on the environment. As a result, polar ice is melting and sea levels are rising. You need to focus on your topic. Dad, thanks for your help. Okay, good luck, Nan. Thế vậy cô và Kim đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn audio. Cô sẽ dịch qua đoạn audio để Kim nắm được nội dung nhé. Bố Nam, con đang làm gì vậy Nam? Nam trả lời, con đang viết bài cho tờ báo của trường. Con đang viết gì vậy? Người biên tập yêu cầu con viết một lá thư đưa ra lời khuyên thực tế về việc bảo tồn môi trường. Cho đến giờ, con chưa có một ý tưởng nào cả. Con đã sử dụng công cụ tìm kiếm trên web để tìm thông tin chưa? Dạ rồi ạ. Tuy nhiên, thật dối khi con có quá nhiều kết quả và trang web về môi trường. Đọc nhanh tất cả chúng để lấy ý tưởng và chọn ra ý nào phù hợp nhất cho chủ đề. Nhân tiện thì tác động môi trường có nghĩa là gì vậy ba? Nó có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường. Con có thể tra ý nghĩa bằng cách sử dụng từ điển. Con sẽ làm ngay. Đúng rồi, ba nói đúng. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến những vấn đề về tác động môi trường? Con nghĩ rằng nếu chúng ta có thể thấy những tác động môi trường thì chúng ta sẽ biết được cách bảo vệ môi trường khỏi những mối nguy hại như phá rừng, ô nhiễm, việc ấm lên của trái đất và sự cạn kiệt của nhiên liệu hóa thạch. Đúng vậy, ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính và việc ấm lên của trái đất đang gây tác động tiêu cực lên môi trường. Kết quả là băng ở cực đang tan chảy và mực nước biển đang tăng. Con cần tập trung vào chủ đề của con. Cảm ơn ba đã giúp con. Ok, chúc con may mắn. Như vậy chúng ta đã nắm được nội dung của bài đọc. Và bây giờ cô và Kim sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta là Label the photos with the words and phrases from the box. Có nghĩa là đặt tên hình ảnh với những từ và cụm từ ở trong khung. Then use a dictionary to check their meaning. Có nghĩa là sau đó sử dụng một cái từ điển để kiểm tra ý nghĩa của chúng. Ở đây chúng ta có các từ pollution, có nghĩa là ô nhiễm, polar ice melting, có nghĩa là tan băng ở cực, fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch, greenhouse effect, hiệu ứng nhà kính và deforestation là phá rừng. Ở hình A chúng ta thấy ở đây có một mặt trời và bức xạ mặt trời chiếu xuống làm ấm trái đất và sau đó CO2, hơi nước CFC,
khí NO và metan hấp thụ năng lượng bức xạ này và làm trái đất ấm lên. Cho nên hình số 1 của chúng ta là nói về hiệu ứng nhà kính. Ở đây chúng ta có hiệu ứng nhà kính là greenhouse effect. Bức tranh A chúng ta sẽ điền greenhouse effect. Tiếp theo bức tranh B, chúng ta có khói đang bốc lên từ nhà máy. Đây là một bức tranh về ô nhiễm, chúng ta điền pollution. Với bức tranh C, chúng ta thấy hình ảnh cây cối bị chặt, bị đốn và nằm ngả nghiêng trên mặt đất. Thì đây là hình ảnh của việc phá rừng, deforestation. Chúng ta điền deforestation, có nghĩa là phá rừng. Với bức tranh C, chúng ta thấy gấu ở Bắc Cực đang đứng trên một tảng băng và xung quanh nó thì băng đã tan thành nước. Cho nên đây là hiện tượng polar ice melting, tan băng ở cực. Chúng ta sẽ điền polar ice melting, có nghĩa là tan băng ở cực. Đối với bức hình E, chúng ta thấy có các cái mảnh hóa thạch than đá. Nên chúng ta sẽ điền từ fossil fuel, có nghĩa là nhiên liệu hóa thạch. Như vậy, đối với các bức hình chúng ta sẽ điền đáp án tương ứng như sau. A là greenhouse effect, có nghĩa là hiệu ứng nhà kính. B là pollution, ô nhiễm. C, deforestation, phá rừng. D là polar ice melting, có nghĩa là tan băng ở cực. Và E là fossil fuels, nhiên liệu hóa thạch. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong hoạt động số 2 và sẽ chuyển sang hoạt động số 3. Hoạt động số 3 của chúng ta là Read the conversation between Nam and his father again. Có nghĩa là chúng ta sẽ đọc bài đàm thoại giữa Nam và bố của anh ấy một lần nữa. Ask and answer the following questions. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là What is Nam doing for the school newsletter? Có nghĩa là Nam đang làm gì cho tờ báo trường? Thì chúng ta cùng tìm lại thông tin trong đoạn số 1. Khi mà được bố hỏi là What are you doing? Con đang làm gì vậy? Thì Nam nói rằng I'm writing for my school newsletter. Có nghĩa là con đang viết bài cho tờ báo của trường. Chúng ta sẽ dùng phần thông tin này trả lời cho câu số 1 như sau. He is writing a letter for the school newsletter. Câu trả lời cho câu số 1 của chúng ta sẽ là He's writing a letter for the school newsletter. Có nghĩa là anh ấy viết một cái bài báo cho tờ báo của trường. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là What did the editor ask Nam to write about? Có nghĩa là người biên tập yêu cầu Nam viết về cái gì? Chúng ta có thể tìm lại phần thông tin trong bài đọc. Khi mà Nam nói rằng The editor asked me to write a letter giving some practical advice on environmental preservation. Có nghĩa là người biên tập đã bảo con viết một cái bài báo mà đưa ra những lời khuyên cụ thể cho cái việc bảo vệ môi trường. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này để trả lời câu số 2 như sau. The editor asked Nam to write some practical
medical advice. Environmental preservation. Có nghĩa là người biên tập đã yêu cầu Nam viết về những lời khuyên thực tiễn trong việc bảo vệ môi trường. Như vậy chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 2 và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta như sau. Does environmental impact mean? Có nghĩa là tác động lên môi trường có nghĩa là gì? Thì chúng ta sẽ xem phần thông tin trong bài. Khi Nam hỏi bố rằng tác động lên môi trường là gì hả bố? Thì bố Nam đã đưa ra câu trả lời là it means negative effect or influence on the environment. Đây là chúng ta có thể dùng phần thông tin này trả lời cho câu số 3. Nó có nghĩa là tác động tiêu cực lên môi trường. Câu số 3 chúng ta sẽ cùng nhau trả lời như sau. It means negative influence or effect on the environment. Nó có nghĩa là ảnh hưởng hay là tác động tiêu cực lên môi trường. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta là Why is Nam interested in environmental impacts? Có nghĩa là tại sao Nam lại quan tâm đến những cái tác động về môi trường? Thì chúng ta có thể tìm lại thông tin trong phần bài đọc. Khi mà được bố Nam hỏi rằng Why are you interested in environmental impacts? Có nghĩa là tại sao con lại quan tâm đến những tác động môi trường? Thì Nam đã trả lời lại rằng Well, I think if we can see the environmental impacts, we will know how to protect the environment from many threats such as deforestation, pollution, global warming and fossil fuel depletion. Có nghĩa là con nghĩ rằng chúng ta khi mà chúng ta có thể thấy được những tác động lên môi trường thì chúng ta sẽ biết cách bảo vệ môi trường từ những cái mối đe dọa như là cái việc chặt phá rừng, việc ô nhiễm, việc ấm lên của trái đất hay là những cái sự cạn kiệt của nhiên liệu hóa thạch. Như vậy chúng ta có thể sử dụng cái phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 4. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 4 như sau. Because he thinks if we can see impact on the natural environment, we will know how to protect it . Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu số 4 của chúng ta sẽ là Because he thinks if we can see impacts on the natural environment, we will know how to protect it. Có nghĩa là bởi vì cậu ấy nghĩ nếu chúng ta có thể thấy được những tác động lên môi trường thì chúng ta sẽ biết được cách để bảo vệ môi trường. Chúng ta chuyển tiếp sang phần câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 của chúng ta là Name the threats to the environment mentioned in the conversation. Có nghĩa là chúng ta có thể kể tên những cái mối nguy hại đến môi trường được đề cập đến trong bài hội thoại. Thì ở đây chúng ta thấy các mối nguy hại đến môi trường đã được đề cập đến trong bài hội thoại thì gồm có đầu tiên là deforestation, chặt phá rừng, pollution, ô nhiễm, global warming, sự ấm lên của trái đất, fossil fuel depletion, có nghĩa là cạn kiệt nhiên liệu, và chúng ta có
Polar ice melting. Polar ice melting có nghĩa là tan băng ở cực, và sea level rising có nghĩa là mực nước biển dâng lên. Chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này để trả lời câu hỏi số 5 như sau. They are deforestation, pollution, global warming, fuel depletion, polar ice melting, and the rise of sea levels. Câu trả lời cho câu hỏi số 5 của chúng ta như sau. They are deforestation, pollution, global warming, fuel depletion, polar ice melting and the rise of sea level. Có nghĩa là chúng là nạn phá rừng, ô nhiễm, nóng lên toàn cầu, cạn kiệt nhiên liệu, tan băng ở cực và mực nước biển dâng lên. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 của chúng ta là What is the biggest threat to the environment in the neighborhood? Có nghĩa là cái mối nguy hại lớn nhất đến môi trường ở chỗ bạn là gì? Thì câu này chúng ta có thể tự trả lời như sau. The biggest threat to the environment in my neighborhood is pollution. Câu trả lời cho câu số 6 của chúng ta là The biggest threat to the environment in my neighborhood is pollution. Có nghĩa là mối nguy hại lớn nhất đến môi trường ở chỗ tôi là ô nhiễm. Như vậy cô và em đã hoàn thành tất cả các bài tập trong phần Getting Started, trang số 38, Unit 9, Preserving the Environment trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 2. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để cập nhật chi tiết các bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!